Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Đại Dịch Nấm Ký Sinh. Và hồi nãy các bạn có thấy là những cái block ở đây nó đang hình thành lại không? Oh my gosh. Vậy là phía dưới này vẫn còn cái lõi các bạn ạ. Cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh trung tâm. Mình phải tiêu diệt cái con đó để không cho nó vá lại cái kén này các bạn ơi. Thắng rồi. Để hỗ trợ mình trong việc đi xuống dưới, chắc là mình sẽ lắp thêm một cục CDU ở dưới nữa các bạn ơi. À, mà có nhiều bạn nhắc mình á là mình quên cục CDU rồi. Mà công nhận đúng nha. Hình như mình dục bên cái bệnh viện đó các bạn. Eo, mình bất cẩn thôi chứ. Ok, nhưng mà trước mắt thì để mình xuống dưới này ha. Mặc dù là hơi nguy hiểm đó. À không, rất nguy hiểm luôn. Nhưng mà mình cũng phải liều thôi các bạn. Tại đây là một cái ổ dịch rất là lớn. Mình mà không dẹp được thì hơi bị căng đấy. Sau này sẽ là một mối hiểm họa tiềm tàng đấy. Rồi. Ui ui ui, trời, con lửa dài. Trời ơi. Có CDU hoạt động cái bên nên là mình cũng đỡ một phần ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đi vô trong này. Ui da. Không biết là cái con đó nó núp ở đâu nữa. Giờ tìm nó trong này là giống như là mò kim đáy bể vậy đó các bạn ơi. Ê, đã thế còn bị mất máu liên tục nữa chứ. Không ngồi lên nổi luôn á. Rồi. Rồi. Ê, mình mới thấy cái gì nhoi 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 nhoi. Ủa, mình có nhìn nhầm ta? Hình như dưới này nè các bạn. Ủa, mình có nhìn nhầm không nhờ? Ê, ê, mình lọt vô trong rồi. Ê, ê, ê. Tôi, tôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ở đây đúng không? Ở đây nè. Ồ không, đây là flat mouse. Flat mouse cũng tiêu diệt luôn. Còn gì khác nữa không? Oh my gosh. Quá chừng flat mouse dưới này luôn các bạn ơi. Yêu. Đây nữa nè. Mẹn đấy coi. Hèn gì. Nó mọc ở dưới nước các bạn ơi. Thánh thần thiên địa ơi. Còn về phần cái kén này thì mình vẫn chưa tìm được dấu vết của cái con tạo ra nữa. Nó nấp ở trong mấy cái này nè các bạn ơi. Khó mà phát hiện lắm. Hay thật. Không lẽ mình chịu thua trước nó sao trời. Hiện tại thì mình với cái chỗ này giống như là đang giằng co với nhau vậy đó. Coi bên nào ấy. Mạnh hơn. Ê ê. Ôi ôi ôi. Ê con Wendigo các bạn ơi. Cẩn thận con đó nó mà đụng vô người mình là mình xác định luôn á. Mất giáp như chơi. Không đùa được. Ơ kìa. Không lẽ mình bỏ cái khu này luôn trời. Không để lùi đại dịch nữa. Tại có quá nhiều cái chất nhầy này nó cản trở mình đó các bạn. Hay thế không biết. Thôi chắc vậy rồi đó các bạn ơi. Chúng ta lấy lại đồ nghề rồi dọt đi ha. Có một số cái nó hơi quá cái sức của mình hiện tại ha. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình chỉ tạm thời thôi. Sắp tới mình có hàng nóng, mình nhất định sẽ quay trở lại đây để tiêu diệt sạch sành sanh cái đại dịch này ha. Các bạn cứ yên tâm ở mình. Rồi, còn một cái ở dưới nữa. Để mình chui dưới mình lấy cái đã. Đâu có bỏ khơ khơ được. Hàng nóng của mình. Oh my gosh. Chắc mình phải dời CDU qua đây các bạn ơi. Ngoài này quá trời flat mouse. Ui da, trời. Thánh thần ơi. Thánh thần thiên địa ơi. Oh my god. Yêu. Cái gì vậy? Kinh thật á. Ui. Hên là bây giờ mình trâu á các bạn. Chứ giai đoạn đầu mà gặp pha đó chắc là end series sớm rồi. Lấy nỏ ra bắn. Ok, tình huống này là nỏ rất là hữu ích các bạn. Thôi, tại mình hết súng rồi á, nên phải dùng tới nỏ thôi. Ui dồi ôi. Quá chừng quá đất luôn. Ê ê, bà này, bà phù thủy này còn chơi chọi thuốc nữa. Ê ê, còn giang hồ biển nữa. Định úp sọt hay gì? Định thế cắn vô cái chân ta hay gì? Con kia. Khốn kiếp thật. Tụi nó đẩy lùi mình ra giữa biển luôn mà. Yêu. Này thì flat mau. Không ổn rồi các bạn ơi. Tình hình này quá là căng rồi đó. Ây da, trời. Ui. Nó dồn mình vô góc hẹp rồi. Ouch. Không ổn. Ui, nó tiến hóa liên tục. Như vậy chắc mình trụ không nổi quá.
đông dã man luôn á. Ui cơ. Ấy. À. Không ổn rồi. Giọt thôi các bạn ơi. Ấy. À. Ui. Trời ơi, trên này thì có mấy con ferret nó đợi mình sẵn. Ây da. Đúng là tiếng thói lưỡng nan thì chứ. Đi đâu cũng không xong các bạn. Con này. Tích bắn này gì? Solo. Solo luôn. Mình chơi ha, khô mũi tên với nó luôn á. Giỡn mặt hả? Còn con này nữa. Gình gình ai? Ê, ê, ê. Trời ơi, con lưới dài. Eo ơi. Tích bắn hả? Bắn nữa đi. Vậy mà bắn nữa đi. Mẹ đứa ơi. Ê, mình đặt cục CDU mà không xi nhê luôn á các bạn. Các bạn có thấy vậy không? Hôm qua với lại hôm trước còn quẩy quẩy được nhờ cục CDU. Bữa nay là hơi bị phế lại với bọn chúng rồi. Bọn chúng đã mạnh hơn rồi các bạn ơi. Hay là tại cái này hết á? Trời ơi, nó hết năng lượng hèn gì. Ê ê ê. Ôi, con này tàn hình. Trời trời trời. Này thì tàn hình hả? Cho người tàn hình luôn. Đó. À, flash mau. Flash mau hả? Cũng ngẫm của tỏi thôi. Ê, bọn chúng sợ cái bọn chúng ra ngoài kia núp các bạn. Ồ, bọn chúng lầy thiệt. Bây giờ bọn chúng phát triển tới mức đó rồi. Biết đâu nguy hiểm rồi để chạy trốn rồi cơ. Bọn chạy trốn kìa. Xử luôn. Mình có cây nỏ bắn xa lắm các bạn. À, bọn kia định lại mình kìa. Lại đây, có ngon thì lại đây. Một mình CDU chấp hết. Chứ không phải mình chấp hết các bạn. Mình làm gì có tuổi. Rồi, bộ giáp mình nó bị bào mòn kinh khủng khiếp luôn á. Yêu, mình phải đợi một lúc các bạn ơi. Cho nó diệt bớt mấy cây nấm ở gần đây ha. Ừ ta, sao mình không bay qua bệnh viện để mình lấy thêm CDU nhờ. Đúng rồi, mình còn một cục nữa mà. Cũng hên là có các bạn nhắc mình á, chứ không thôi là mình bỏ quên cục CDU này luôn rồi. Úi rồi. Ủa mình để đâu ta? Ủa bệnh viện này hay bệnh viện kia trời? Ê, như lộn bệnh viện các bạn ơi. Ừ, hình như lộn bệnh viện rồi. Úi rồi. Không phải bệnh viện này, mèn đất ư. Hình như là cái bệnh viện này thì phải các bạn ơi. Nó gần gần cái cánh rừng. À đây này, mình thấy rồi, ở trên nóc rồi các bạn. Dân chơi thì chứ. Rồi, nạp lại nhiên liệu cho nó. Bỏ nó vô ba lô. Trời ơi, hết pháo bông luôn rồi. Mèn đất à. Chưa mình coi coi trong này. À đây còn. Hình quá. Không quá nhiều nhưng mà đủ để mình làm được một ít pháo bông các bạn. Rồi. Trời, con này. À, tranh thủ hả? Tranh thủ. Định bớ ta đi đâu? Hả cái con kia. Này thì bớ. Đi chỗ khác đi. Tại hạ để trở lại rồi đây. Cái bọn quá giật không kiếp kìa. Rồi. Ui, mới trở lại mắc kẹt rồi. Ơ kìa. Lần này thì mình sẽ đặt thêm CDU ở ngoài. Ui, ngoài rìa các bạn ơi. Nữa đó. Bọn này nó muốn dồn ép mình vô đường cùng hay sao á. Ây da. Khó chịu nha. Đi ra cái các bạn ơi. Đặt ở chính giữa như vậy nè. Cho nó dẹp được nhiều nhất có thể á. Mấy cái nấm này khó chịu quá. Rồi. Đứng dậy mà quẩy nó đi. Bọn kia. Cái nào nữa. À. Ui da. Ok. Tạm ổn. Trời cũng quang mây tạnh rồi các bạn. Ê. Ủa sao chỗ kia nó bị lỡ mấy anh khúc rồi. Ê cái gì vậy. Ê. Nó muốn hút mình vô. Này thì hút hả. Hút vô làm gì. Mấy cái tên kia rớt cái tài ra luôn. Yêu ơi. Thằng kia có cái con Umamer hay sao cơ. Cẩn thận. Rồi bắn hạ nó thôi các bạn. Ok. Đồng thời mình cũng sẽ dời cục CDU này lại đằng kia tí ha. Khỏi khu vực hoạt động đó các bạn. Rồi tiếp tục là khu vực này. Ui trời. Ui con nào đánh mình thốn vậy. Ê. Ê giáp mình banh hết rồi. À đây giáp mình bị văng ra các bạn. Nó cướp giáp mình. Hèn gì nó đánh mình thốn nha mang luôn. Ê tí nữa mình không để ý là toàn rồi đó các bạn. Ủa nhưng mà sao tự nhiên ở đây có cái lỗ. Nhìn lạ vậy. Giống như có con nào từ dưới chui lên vậy đó các bạn. Oh my gosh. Cái ngôi làng dưới lòng đất nó bị bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh này nó ăn thịt hết hay sao rồi. Ôi không. Toàn nhân làng rồi các bạn. Ê nó tiến hóa kìa. Trời nó tiến hóa thành con ferret mình ghét nữa mấy cái.
cái cây đó chứ. Ui. À, không có súng pha này, trời, có súng mình bắn dài viên kẹo đồng vô mặt đó. Có bọn đây. Nó cho nó ăn kẹo đồng mới vừa các bạn. Đi ra. Trời luôn rồi, ngôi làng ngày nào mà mình từng nương tựa từ rất là sớm luôn các bạn ơi. Mình đã phát hiện ngôi làng này nè. Ý. Trời ơi, dân làng bị biến thành quái vật nhiễm nấm ký sinh hết rồi. Yêu. Giải thoát cho người dân làng đó thôi các bạn. Còn dân làng nào sống sót không vậy? Mình đoán là không á. Trời, nó cạn tới đây luôn, sống gì nổi nữa. Đáng tiếc thật sự. Ủa? Cái gì? Hình như bọn này nó sinh sôi nảy nở nấm ở tiết dưới lòng đất luôn rồi các bạn ơi. Ui, mình hết mũi tên luôn rồi. Ấy da, không ổn rồi. Mẹ đứa ơi, đây là dấu vết của một con nào đó, nó đã trồi lên nè, chắc chắn luôn. Ui, các bạn coi kìa, một cái hang động mà nó đầy đầy nấm luôn á. Đúng kiểu là cái hang nấm luôn rồi các bạn. Mình không nhận ra được đây là một cái hang bình thường luôn á. Cứ tưởng đây là một cái ổ nấm không á các bạn à. Coi nè. Trời, quá trời cái những cái flat mau khổng lồ như này. Bảo sao? Đại dịch nó ỉm ỉm rồi, nó phát triển những con thứ dữ nó nhồi lên mặt đất là phải. Ok. Ui, hết mũi tên nữa, mấy cây. Nó hết thì cũng không phải, hình như còn 3-4 mũi, 4-5 mũi gì đó các bạn. Từ để mình lấy ra mình bắn hết luôn đi. Chờ tới với bọn này luôn. Tầm này tiết kiệm gì nữa. Kêu ơi. Ừ, còn có con đốt con gì nữa vậy? What the heck? Cái ngách nào cũng có nấm hết đó. Nó lan rộng lắm rồi các bạn ơi. Ok. Trời ơi, giờ mình mới phát hiện. Kinh dị thật. Mình nghĩ những cái hang lân cận đây chắc cũng y gan vậy rồi. Tất cả cũng tại mình lúc đầu yếu quá, không đẩy lùi được đại dịch từ sớm các bạn, cho nên nó mới ra nông nổi như vậy. Ở đây có hùm cường nữa nè, tranh thủ cả kiếm thêm miếng đi. Sau khi khám phá một lúc ở dưới thì có vẻ là không có gì quá là nguy hiểm hết các bạn. Chắc là bây giờ mình sẽ thu gom lại những cái cục CDU của mình. Ê. Mất thiệt. Đó, bắt đầu có biến nữa đó các bạn ơi. Tình hình ngày càng khó kiểm soát hơn rồi các bạn ơi. Cái gì mà bọn chúng tiến hóa liên tục luôn ghê. Coi cơ. What the hell. Chưa kịp làm gì luôn á. Ê, cục CDU mình đâu. À đây. Mình nạp cái ga lại. Rồi ok. Giờ chỉ có CDU mới gánh mình nổi thôi các bạn. Cái sức chiến đấu mình là không bằng lợi bọn chúng rồi. Ê. Ù mà mờ hả. Đấy, để đồ hoạt động cái là khác bọt liền á. Nhưng thiết nghĩ bây giờ chắc mình cũng phải gom đồ nghề rồi giọt thôi các bạn. Ở đây lâu một hồi mình sợ giáp mình chịu không nổi á. Hy vọng là mình sẽ có thêm nhiều thời gian để chúng ta tìm thêm thật là nhiều CDU khác nữa. Chứ hiện tại mình chỉ có 3 cái thôi thì nó hơi ít ha. Ủa, cục kia đâu ta? À kìa, thấy không? Bên này các bạn. Rồi, lấy cục này với cục trong kia nữa là chúng ta giọt về nhà được rồi đó các bạn ơi. Giờ về nhà không biết ổn hay không nữa nè. Cũng hơi ghén á các bạn ơi. Phải còn nhiều đạn thì đỡ. Ôi trời ơi, bác nhân làng này vẫn còn đây. Ôi thôi xong rồi, ôi trời ơi. Chạy đi bác ơi. Tôi xong rồi, tôi xong rồi. Trời ơi. Cái miệng mình ăn mắm ăn muối thì chứ. Không ổn rồi các bạn ơi. Ui da. Với cái đà này mình phải chui vô nhà thôi các bạn ơi. Ở ngoài là không có trụ nổi đâu á. Ok. À quên nữa, hình như mình chưa có nâng cấp cái phần sàn. Lẹ. Nâng cấp cái sàn lẹ các bạn ơi. Không thôi là muộn mất. Ôi trời, trời, mình đụng nhầm Tiểu Cường. Coi chừng nha Tiểu Cường. Cẩn thận nha cưng. Và việc đầu tiên mình làm sau khi trở về nhà đó chính là lấy thật là nhiều đồng. Kèm theo đó là chế tạo thêm thuốc súng các bạn. Công thức của nó thì hôm qua chúng ta đã tham khảo qua ha. Nói chung thì cũng khá rẻ thôi. Rồi, giờ thì vô bàn chế tạo đạn. Và làm thật là nhiều đạn thôi các bạn ơi. Đây rồi.
Có đạn vô hộp đạn rồi, bọn chúng tới số với mình. Tuy nhiên hiện tại mình lại bị thiếu đồng tiếp rồi. Mình phải tiếp tục nấu đồng ra thêm các bạn ạ. Thì mới đủ. Ê, nhưng mà thiệt sự á, là cái ngôi nhà sau khi mà được mình nâng cấp thành nhà cường lực các bạn, bọn chúng không thể nào mà đột nhập vô được luôn. Ờ, tính ra nhỏ mà có vỏ ta. Mình nghe tiếng bọn chúng đâu ở phía sau nhà nè. Ê, có tên pháp sư các bạn ơi. Nó đang kéo mình kìa. Ôi, mình chạy được rồi. Mình có nên ra thị uy với nó không nhờ? Được, nhà mình mà nó láo vậy thì không thể nào chấp nhận được. Tên nào? Bước ra đây. Ủa? Bước ra đây. Kìa. Lại là đây. Ê, chưa gà đạn. Ouch. Trời, ẩu thì chứ. Đây rồi. Headshot nha cưng. Ôi đồ. Lại đây. Thích láo hả? Một tên. Còn tên zombie kia nữa. Còn tên nào nữa? À. Gình hả? Ui dồi, thiệt rồi. Giờ lạc đà của cái bác dân làng thương nhân kia, chắc mình phải giữ giùm rồi đó các bạn. Hay da, bất đắc dĩ thì chứ. Mình nói rồi, kêu bác ấy chạy từ hôm bữa rồi đó, mà bác ấy không chịu các bạn. Ở nhà mình. Ừ, và cái kết không đỡ được luôn á. Thôi, nhưng mà ít ra thì ngôi nhà này dần trở nên nhộn nhịp đông đúc hơn á, ấm cúng hơn các bạn. Chật gì đó, có gì anh em tối ôm nhau ngủ chắc ấm lắm. Ok, còn con này thì mình sẽ sơ gọn nó các bạn tâm. Ơ, nhưng mà mình bắn hơi hao đạn nha, thiệt á. Ê, gì đó. Ui. Gì mới đi. Rồi. Ui giời. Bọn chúng leo núi các bạn ơi. Ui, sau lưng nữa. À không, cái đó là con đó vô ảo giác. Mình mới gặp á các bạn. Hiệu ứng magnet này khó chịu ghê luôn á. Ui, nhưng mà hình như ngày càng mình càng khìn nặng các bạn ạ. Cấp độ 4 lần á. Giờ là mình khìn dữ lắm luôn rồi đó. Ui dồi ôi. Không ổn rồi. Rồi để coi chiếc này làm được bao nhiêu đạn đây. Thánh thần ơi, nhiều vậy. Đầy hộp đạn coi. Tối đa là được bao nhiêu viên ha. À đúng rồi các bạn. Đầy một hộp đạn là được cỡ 500 viên ha. Nói chung là cũng tương đối nhiều đấy. Rồi và chắc chắn rồi. Mình phải làm thêm một hộp đạn khác để mình đựng rồi các bạn ha. Ở đây còn nữa nè. Cà phê mạnh dữ thì chứ. Công thức làm ra hộp đạn thì mình sẽ cần thêm một viên kim cương nè, kết hợp với một ít gỗ thôi. Ngon lành ngay. Giờ mở ba lô nhét đạn vô trong thôi các bạn. Tiếp tục đầy hộp đạn nữa cho mà coi. Đúng không? Ui dạ đúng rồi các bạn ơi, đầy luôn rồi. Vậy là phải làm thêm một hộp đạn nữa rồi đó. Vậy thì mình càng khoái. Nhiều đạn thì bắn tẹt ra không sợ hết các bạn ơi. Cho vô luôn. Ba hộp đạn. Rồi, mấy cái tên quái vật ngoài nhà mình á, để mình ra mình xử nó. Xong rồi vô làm giấc các bạn. Trời khuya rồi. Thức khuya không tốt đâu. Lại đây. Ui. Rồi luôn rồi. Nó làm chuyện sằng bậy gần nhà mình rồi các bạn ơi. Ui, vô ngủ lẹ. Thiệt tình luôn á, tới đây, tới nhà người ta mà còn làm chuyện sằng bậy nữa. Hy vọng là không có bị giật mình thức giấc ha. Sáng dậy thì tiếp tục công việc của mình thôi các bạn. Đó chính là trừ khử bọn này. Tới lúc mà nó hết cái hơi nấm này thì thôi ha. Đó, biết ngay mà. Thằng ơi, bắn chật lớt không vậy? Ok. Ôi xong rồi, bắn như vậy thì đạn nào mà chịu nổi. Ui da, ui, cẩn thận. Ê, hết đạn rồi. Yêu. Mình phải tập luyện nhiều hơn các bạn ơi. Bắn phải chuẩn xíu. Ê, nó nhảy. Ây da. Ok, giờ mình nhiều đạn rồi. Ê, nó nổ nữa. Mày đấy ơi. Ây da. Bọn này giờ nhiều trò thì chứ. Nổ phá cái đầu người ta. Quậy quật. Ui, cái con nào mà nó cạn thấy ghê vậy. Ui. Nó tự tạo một cái lối đi riêng luôn kìa các bạn ạ. Oh my gosh. Không ổn rồi. Nữa sau lưng nữa. Từ đi. Ăn vô cái đó. Để đánh chết mưa ăn. Ok. Tới công chuyện liền. Ê, lại là con Ferret. Ê, con này con Ferret nổ nha các bạn. Cẩn thận. Biết ngay mà. Ủa sao bữa nay cảm giác súng mình bắn không xi nhê lắm không ơi. Ừ. Hay là bọn chúng đang trâu lên trời. Bắn gì đâu mà bóp cò lia lịa luôn á.
Mới hạ được nó các bạn. Nó kìa, tới nữa kìa. Lợi đây. Lợi đây. Ui, ui lợi thiệt. Ê, ê, ê. À, trời ơi, nó mà đòi đỏ với Rebecca hả cô? Xăm lại rồi, xăm lại rồi đó. Ê, nữa. Ôi, 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 thích khách, thích khách. Trời, 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 con này. Ủa, nó đánh lén. Yêu. Thiệt luôn á, dướng cái ký nấm này khó chịu ghê các bạn ạ. Nó liên tục spawn à. Ê, ê, hình như bọn chúng bây giờ đổi hướng hay sao á. Bọn chúng tấn công từ nhiều hướng lắm các bạn ơi. Dạ, hết đạn, hết đạn. Ủa, nhanh vậy. Này thì nhanh hả? Nhanh bằng đạn mình không? Không có cái vũ khí mà lại đây làm gì? Nộp mạng cho ta hả? À, à, còn tên nữa. Dân làng nè. Ê, clear. Ui, sao chưa clear nữa vậy? Ui, ui. Và có dấu hiệu là ngày càng nhiều những cái khí nấm ở đây hơn các bạn ơi. Ôi xong rồi. Ê, chắc mình phải làm thêm vũ khí á các bạn ơi. Cái tình hình một cây RBK này không xi nhê đâu á. Ôi chắc chắc phải vô trong làm vũ khí lẻ các bạn. Tới lúc mà nó quá nhiều là lúc đó ha. Làm là cũng muộn. Ôi cái nút đâu rồi, mất tiêu cái nút rồi. Trời đất ơi. À, cái quân cúng kiếp nào mà chơi trộm cái nút nhà người ta. Trời, bọn này lạy chúa luôn. Nó không vô nhà mình được, cái nó trộm cái nút mình luôn các bạn. Nó muốn mình không vô nhà luôn hay sao á. Ê, chịu rồi, chơi tới nước đó rồi chịu rồi, sao vậy? Không có lường trước được luôn á các bạn ơi. Trời, trời, con Ferret này trâu vậy. Yêu ơi. Tốc độ, tốc độ. Ok, ok. Ui, cuối cùng cũng vô nhà là được rồi các bạn. Bọn chúng cay lắm. Ê, ê, từ từ, từ từ. Hình như vẫn còn một chỗ chưa được lắp kính cường lực các bạn. Yêu yêu. Tí nữa thì toan rồi. Ôi dồi ôi. Ủa, khúc gỗ này cũng chưa được cường lực luôn đúng không? Ây, ẩu gì ta. Ok, cái nút mình cũng cường lực luôn các bạn ơi. Cho chắc. Bên đây nữa. Rồi, có vẻ bây giờ mới là ổn nè. Hehe, bọn chúng sẽ khó khăn khi mà đột nhập vô căn cứ mình đây. Liêu liêu. Ôi ôi ôi. Ây. Oh no. Oh no 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 no. À, cái con này. Không ổn rồi. CDU. Mình phải có một cục CDU trong nhà mình mới được các bạn ơi. Chứ không là không ổn đâu. Ê. Ôi trời ơi. Lạc đà bị dính sát thương từ cái bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh các bạn. Yêu. Bọn này quá là báo luôn á. Không được rồi, mình phải đi ra khỏi nhà các bạn ơi. Chứ ở trong nhà hồi là không ổn đâu đó. À, mình quên là mình có cục CDU ta. Ê, 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 ê. Dọn dẹp lẹ. Trời đất ơi. Ok, hên là lạc đà không có sao các bạn ơi. Để mình vô mình chữa thương cho lạc đà cái ha. Tội nghiệp ẻm. Tí xíu nữa thôi là mình đã không bảo vệ được ẻm rồi. Kiện rơm mình vẫn còn nè. Cho ẻm ăn vô ha. Ngựa mình ok. Tiêu cường thì ok, bình thường, mọi thứ bình thường lại rồi đó. Là bắt buộc rồi. Mình sẽ trang bị cho cái khu vực này 3 cục CDU luôn các bạn. Một cục ở trong nhà để an toàn trong nhà cho mấy em ở trong trước nè. Một cục ở ngoài này. Và thêm một cục ở hướng nào nữa ta? Có. Phải nhìn mình nhiều nhiều, mình đặt nhiều hướng. Hướng này cũng nguy hiểm nè. Cái đặt cục ngoài này nữa. Rồi. Hy vọng là sẽ ổn á. À mà lâu lâu ra check thử á. Năng lượng ví dụ hết là mình phải nạp lên liền nha các bạn. Chỉ cần hết năng lượng mà mình không nạp vô thôi là sẽ bị thất thủ liền đó. Không đùa đâu. Ok, có vẻ mọi thứ vẫn ổn mấy không? Mình sẽ gắng kiếm thêm á. CDU rồi mình đặt ở đây một cục nè. Trước nhà thêm cục nữa là mình nghĩ sẽ siêu cấp an toàn luôn các bạn ạ. Bây giờ đề phòng vẫn là trên hết ha. Tạm thời thì mình sẽ có dư một khoảng thời gian yên bình để mình có thể vô và chế tạo đồ tiếp rồi nè. Mình sẽ coi công thức của cây bắp chuối. Cây này thì... À, nó sẽ cần gỗ, vàng, 70 sắt, 4 lưu ly. Nói chung thì rất là rẻ các bạn à. Với mình giai đoạn hiện tại á, việc của mình bây giờ là bấm công thức của khẩu RBG7 này thôi. Yes sir. Và oh,
Nó đã nằm trên tay mình rồi các bạn. Tuy nhiên giờ mình không có đạn thôi. Để mình coi công thức đạn của nó ha. Đạn RBG. À đạn rocket nè. Ồ, 6 sát cho một viên á. Và 12 thuốc súng lợn. Wow, chuyến này là đầu tư ha, tới công chuyện luôn đó. Hy vọng là sau khi nâng cấp thêm được một cái loại vũ khí hạng nặng, mình sẽ có sức tấn công ổn hơn ha. Ồ, ảo giác, không sao. Tại vì mình coi sát thương á, cơ bản của khẩu này là 120 lận đó các bạn à. Cực kỳ cao cho một khẩu súng mà có phạm vi tấn công tương đối rộng nha. Ê! Hả? À. Gần nhà mình đã xuất hiện một cái ổ dịch rồi. Ôi dồi ôi. Không ổn rồi, mình phải ngủ giấc cho trời sáng. Sau đó xách đồ nghề và dẹp ổ dịch gần nhà thôi. Chứ không thôi là lạnh ít dữ nhiều đó các bạn à. Trời ơi nhanh tới vậy luôn hả? Mới tới nơi ở mới thôi mà đã có ổ dịch rồi. Không thể tin được các bạn ơi. Và mình cũng sẽ test khẩu bắp chuối mình mới chế tạo luôn. Chậm chậm lại đi cái bọn kia. Càng đông càng tốt. Tà. Ui đông thiệt cơ. Ăn đi. Wow. Một phát là hạ được cả đống con luôn các bạn ơi. Ui, bình tĩnh. Nhưng mà khẩu này mình cần phải có một cái vị trí bắn tương đối ổn nha. Để có thể trúng được nhiều mục tiêu cùng lúc á. Đó các bạn thấy không? Uầy. Đấy rồi. Mặc dù bắn số lượng đạn hơi hạn chế các bạn, nhưng mà được cái sát thương rất là tốt luôn nha. Mình thấy đây là một vũ khí tiềm năng đó nha. Để phòng thủ các bạn. Còn bây giờ thì mình thấy nó hơi đông rồi đó. Lấy RBK ra sấy thôi. Nhắm vô đầu nó mà sấy. Gì nó dí mình ra tới ngoài này luôn. Ui hết đạn rồi. Em. Đây nào đạn thành công. Tiếp tục. Ở đây. Mình chia bọn chúng ra các bạn. Hạn chế bị ấp sọt. Ui trời. Oh no, Technoblade. Ok, cầm một respect cho Technoblade ha. Còn bây giờ thì mình phải trở lại công cuộc chiến đấu của mình thôi. Có vẻ bữa nay bọn chúng đã đông hơn những ngày trước rất là nhiều rồi các bạn ạ. Nhìn số lượng này thôi cũng đủ hiểu ha. Yêu ơi. Ê, con Wendigo. Ui no. Oh my god. Ê. Không ổn, mình phải lặn xuống nước thôi các bạn ơi. Mặc áo giáp lại. Ui da. Cái con Wendigo đó cực kỳ khó chịu luôn á. Gặp nó giống như là gặp tử thần vậy đó các bạn. Nó sẽ trả thù lên các ngươi. Trời đất ơi. Mình hết đạn tiếp rồi. Lặn tiếp. Ôi mày chui. Kinh dị thiệt chứ. Không có vật thổ là pha đó mình đi thật rồi các bạn à. Yêu ơi. Ok. Clear được một đợt rồi. Không ngờ lại đáng sợ như vậy luôn á. Bên kia láo nháo hả? Chẳng lẽ mình cho nó ăn viên bắp chuối chứ. Ui không ổn rồi các bạn ơi. Thiệt á. Mình phải nhanh chóng về nhà và dọn cái ổ dịch bên đó thôi. Không thôi sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ cho mà xem. Trời, xuất hiện ngay trên này luôn hả? Căng thẳng vậy anh bạn. Ủa khoan, nó còn năng lượng không vậy? Nó còn, à đây, nạp lại nè. Cái trong nhà thì lúc nào mình cũng sẽ giữ cái để bảo vệ những cái người bạn của mình. Ok, bên này cũng mới nạp đầy. Tách đi luôn. Tại bên đó không quá to các bạn. Mình nghĩ một cục CDO chắc là dọn dẹp được rồi đó. Chịu khó mình đặt ở chính giữa là ok ha. Đó. Ui. Nhưng mà sẽ hơi nguy hiểm cho mình nha. Dạ. Ôi. Để ý coi có con Wendigo không. Có con đó là chúng ta bay đi liền nha. Đạp đạn RBK của mình lại cái đó. Rồi. Có vẻ là CDO đang hoạt động rất là tốt. Giờ mình cố thủ cho tới lúc mà ha. Cục CDO dọn hết những cái cây nấm thì thôi các bạn. Rồi đây. Sấy hết vô đầu liền. Giỡn mặt hả? Ủa bên này có vẻ là CDO hoạt động không tới. Nào không tới thì mình chịu khó mình dọn thú công hết các bạn. Ui. Gì? Băng lại thấy ghê vậy mấy ní. My god. Gài đạn bắp chuối các bạn ơi. Cái này gài thì hơi lâu một xíu ha. Rồi, tiếp tục.
Một xíu mà đông quá là mình cho một viên bắp chuối liền. Kìa kìa, chẳng hạn như bên kia kìa, mình thấy bên kia có vẻ quá trời con nó cạn qua kìa. Yêu. Ôm ổn rồi. Tụi nó còn nổ nữa. Ê, nó lội mình. Lội cái gì? Ui, hết đạn. Thích như nào? Thích như nào? Một viên là banh xác nha. Nè, con kia bắn từ xa hả? Được. Ui trời, mình bắn chật lớn rồi. Ây da. Trời ơi. Cái khẩu bắp chuối này quan trọng cái việc là mình ngắm lắm nha. Mình mà ngắm trượt á là nó sẽ trượt lớp và không ghi đam được luôn các bạn ơi. Này thì láo nháo. Ui, mấy con còn mà tiến hóa phải hai viên mới hạ được các bạn ơi. Ui, hai viên không hạ được luôn kìa. Nè đi. Nó trâu tới vậy luôn á. Oh my gosh. Hết đạn luôn rồi. Còn khẩu RPK mình lấy ra mình bắn nó luôn. Này thì nhây hả? Thích nhây không? Yêu. Ây da, ê. Trời. Có vẻ là mình đang sắp mất kiểm soát cái ổ dịch này rồi. Bọn chúng liên tục càng quét lại luôn á. Từ từ, mình dời Shadow lại đằng kia một tí. Chứ để đằng này có vẻ là không phát huy tối đa công dụng rồi. Dời lại đằng kia xíu ha. Ngày... đây. Ok. Nhích nhích từ từ. Ở đây xong rồi mình dời qua bên đó nữa. Để cho dọn bớt mấy cái nấm đằng kia. Là đẹp. Oh my gosh. Ê, gì đây. À, thích như nào? Thích ăn hay đạn RPK hay gì? Gịch cái gì không biết nữa. Nữa kìa. Liên tục luôn á, mình không có nhịp thở luôn á. Không nhận ở giai đoạn này bọn chúng mỗi lần càng thì thôi. Siêu nhiều luôn các bạn. Không có súng không biết sao trụ nổi luôn á. Nỏ thì bắn không có nhanh được như súng đâu. Yêu. Ok, clear chưa? Ok, có vẻ ổn. Ê, khoan. Dời cục Shadow ra giữa khúc này luôn. Rồi, ok. Cho bọn này ném mùi sức mạnh của cục Shadow của mình mới được. Ủa còn năng lượng không vậy? Canh nha, hết là nạp liền các bạn ơi. Không thôi là nguy hiểm đấy. Oh my gosh. Còn vài con lác đác thôi. Đợt này có vẻ mình đang kiểm soát khá ổn các bạn. À, cưỡi nhau à. Tình cảm quá ha. Ê. Ui, bọn chúng đổi hướng rồi. Ê, con Wendigo. Ui, hình quá. Nó bị yếu do cục Shadow nên là mình cũng khá là nhanh tiêu diệt nó. Ê ôi. Thiệt rồi. Chắc là mình phải sớm đi tìm thêm CDU các bạn à. Để setup xung quanh những cái ổ dịch giống như vậy ha. Chứ không thôi là dễ mất kiểm soát lắm luôn á. Ý là mình xách hàng nóng qua đây cố thủ rồi đó mà còn không ăn thua nè. Ây da. Ok, nhưng mà cơ bản thì những cái chỗ nấm á đã được mình tiêu diệt gần sạch hết các bạn. Chẳng qua là bọn chúng xuất hiện từ nhiều hướng á. Nên là khó lòng mà kiểm soát được lắm. Căng thì chứ. Ui. Coi kìa. Đồ của bọn chúng rơi ra nổi lệm bền luôn á. Nhặt thấu đều không xuể các bạn. Thôi, giờ chắc mình thu gom xe đô và dọt về nhà thôi các bạn. Ở đây ngay với bọn chúng cũng không có được tích sự gì đâu. Không biết cái cục trong nhà mình nó còn không nữa. Ê, nó gịch mình. Ây da. Ui, trời ơi, không vô nhà được luôn. Oh my gosh. Oh my god. Mình cần vô nhà. Ui. Kiểm tra. Ok, hên quá, mình vừa về là cái cục Shadow ở nhà vừa hết các bạn ơi. May thế. Yêu. Căng thiệt rồi các bạn ơi. Vậy là sắp tới mình phải đi tìm thật là nhiều Shadow để biến cái nơi ở của mình nó an toàn hơn chứ. Với sức càng quét của bọn chúng và số lượng đông đảo như vậy, không sớm thì muộn mình cũng sẽ thất thủ thôi. Và mình lo nhất cho những người bạn nè. Chỗ này nhỏ lắm các bạn. Nó chỉ cần nhả cái kịch độc từ những cái nấm á. Là xác định luôn á. Những em đặc đà, em ngựa. Rồi Tiểu Cường sẽ ngỡm cú tỏi cho mà xem. Điều đó mình không muốn nữa. Nên là có thể sắp tới mình sẽ nâng cấp cái khu vực này cho nó rộng hơn. Phạm vi thủ của mình nó sẽ cao hơn á. Hy vọng lúc đó mình có thể bảo vệ được những người bạn của mình cho tới cuối hành trình này. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình thêm một ngày nữa trong thế giới đại dịch nấm ký sinh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm thực hiện được những kế hoạch mà mình vừa nêu hồi nãy ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình này nhé. À, mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox
Lock Root hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.